Ở đường ngôn tình, 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Chương 38, quá khứ hiển hách. Tập đoàn Kiến Hoa đã từng là vương quốc dược hiển hách một thời. Bố cô, Cố Trạch Phong, càng là một thương nhân nổi tiếng, liên tục xuất hiện trên khắp các tờ báo thương mại, các tạp chí tài chính. Thời kỳ đầu mở cửa cải cách, Cố Trạch Phong đã nắm bắt được thời cơ kinh doanh. Lúc đó, khi quốc gia dốc sức hỗ trợ cho vay lập nghiệp, bố cô đã thu mua một nhà xưởng sắp đóng cửa, chuyển đổi từ xí nghiệp thuộc sở hữu nhà nước thành doanh nghiệp tư nhân, ổn định được thị trường trong tình trạng thua lỗ làm đầu tiên. Từ một xưởng sản xuất nhỏ đã thành công trong việc không ngừng gây dựng thêm nhà xưởng, nghiên cứu chế tạo và phát triển những loại thuốc mới, đi đầu trong việc kinh doanh đẩy mạnh tuyên truyền từ chính người đầu tiên dùng vào. Thời kỳ mà các việc quảng cáo các loại sản phẩm thuốc trong nước còn chưa phát triển, sự nghiệp từng bước càng thêm to lớn, vững mạnh. Doanh nghiệp Kiến Khoa cũng được nổi tiếng thành lập tập đoàn Kiến Khoa, trở thành công ty dân doanh nổi tiếng mà ai ai cũng biết. Lúc ấy, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ Cố Trạch Phong, vì không ai không biết ông không những có một sự nghiệp lớn mạnh, lại còn cưới được nữ thần ngoại khoa ngoại thần kinh, Hứa Nghệ. Bao nhiêu năm qua, vợ ông vẫn luôn cùng ông vượt qua bao sóng gió. Đôi vợ chồng tuyệt vời này khiến người nào cũng phải ao ước. Trong lòng Cố Sơ, thần tượng cô hâm mộ nhất chính là bố. Vì sự nghiệp của bố xuất sắc như vậy, chưa bao giờ có bất kỳ tin đồn nào liên quan tới ông. Trong mắt bố chỉ có mẹ, mà mẹ cũng thường xuyên kể lại những quãng đường lập nghiệp của bố cho cô và Tư Tư. Từ giọng nói và ánh mắt rực sáng của mẹ, Cố Sơ biết mẹ cũng yêu bố sâu đậm. Cô là cô cả của nhà họ Cố, là viên minh châu trong tay chủ tịch tập đoàn Kiến Khoa, là một cô chủ trong lời đồn của mọi người, là một tiểu thư đại các từ khi sinh ra đã sung sướng, chẳng biết mùi vị của nghèo khó là thế nào. Nghe nói, năm cô chào đời, bố cô đã thiết kế một bữa tiệc xa hoa 3 ngày 3 đêm, không ai nổi tiếng trong giới kinh doanh lại vắng mặt, không ai không hay, nhà họ Cố đã sinh ra một bé gái xinh như ngọc, có rất nhiều chú bác trêu đùa rằng nhất định muốn kết thông gia từ bé. Một người giàu sang như cô, vậy mà khi ấy lại hoàn toàn không hiểu định nghĩa của giàu sang. Cô chỉ cảm thấy những người bên cạnh đều giống như mình, nhưng dường như luôn luôn xinh đẹp, tươi sáng, rạng ngời, vì những người bạn của cô đều là những người có tiền. Cho thì khi cô kiên quyết từ chối việc ra ngoài du học, quyết tâm thi vào trường cũ của mẹ, cho tới khi định mệnh cho cô gặp Lục Bắc Thâm, thì tất cả mọi thứ dường như đều đã đổi thay. Lục Bắc Thần thấy cô không lên tiếng, sắc mặt càng lạnh ngắt. Đáng tiếc thật, về sau tập đoàn Kiến Khoa phá sản, bây giờ ngay cả tập đoàn Kiều Viễn cũng lâm vào khủng hoảng tài chính. Cô Cố, không biết đây có phải là gọi báo ứng không? Thế nên, kỳ thực anh tới đây trả thù, có phải không? Cố Sơ cố gắng ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt băng lạnh của anh. Cái chết của Bắc Thâm đã làm tàn rã mọi hy vọng của cô, giống như một sợi dây thun bị kéo căng, bao năm cuối cùng cũng đứt phượt. Tình cảm không tên theo bi thương cuồn cuộn quét qua. Trước này cô không hề trốn tránh sai lầm của mình, chưa bao giờ cho rằng mình vẫn còn mặt mũi sau khi rút lui khỏi chuyện tình với Bắc Thâm. Bây giờ anh trai của anh ấy tấn công trực diện như vậy, khiến cho những đau đớn, những bi thương nơi lồng ngực của cô không còn nơi chút bỏ. Có vay thì có trả. Lục Bất Thần khẽ nhíu mắt lại. So với việc trả thù, tôi thích mấy thấy cô Cố phải xót xa ân hận hơn. Đối với Lục Môn mà nói, dù là Kiến Khoa hay là Kiều Viễn, chẳng qua cũng chỉ là một gót núi băng. Năm đó nhà Lục còn có con gái bị bắt cóc, suýt chứ nữa bị thủ tiêu. Kể từ khi ấy, ông Lục đã trở nên rất thận trọng, yêu cầu con trai con gái nhà họ Lục phải giấu kín thân phận trong lúc đi học, không được thừa nhận có bất kỳ quan hệ nào đối với Lục Môn. Thế nên, trong mắt cô Cố, Bắc Thâm chẳng qua chỉ là một thằng nhóc nghèo hèn. Anh chợt bật cười, bổ sung một câu. Nếu năm xưa cô Cố biết Bắc Thâm chính là cầu chủ nhà họ Lục Môn, liệu có dễ dàng dứt khoát như vậy không? Những gì nhà họ Kiều có thể cho cô, nhà họ Lục chúng tôi cũng có thể. Những gì nhà họ Kiều không thể cho cô, nhà họ Lục chúng tôi vẫn có thể. Bây giờ, có phải cô đang rất hối hận khi trước mình đã mù mắt, đáp nhầm thuyền không? Chương 39, cuối cùng vẫn là bức tranh đầy bụi bặm. Cố Sơ chẳng biết mình đã trở về bằng cách nào, chỉ cảm thấy con đường từ nhà hàng về nhà sau dài dằng dặc tựa như bốn mùa vừa luân phiên với nhau trôi qua.
tựa như đời người đã trải qua hết những năm tháng bể dâu. Sau khi chiếc xe của Lục Bắc Thần rời đi, cô đã đứng lại rất lâu trong khu nhà, dưới ánh trăng, bóng cô đơn mỗi lúc một rõ nét, một chút ngấp nghé đối với mềm hy vọng cuối cùng tận đáy lòng cô cũng đã tiêu tan sạch sẽ. Cô bước vào nhà, Cố Tư đang xem tivi. Kênh phim điện ảnh đang chiếu bộ phim Bá Vương Biệt Cơ. Trình Diệp Y đối với Đoàn Tiểu Lâu, cái ta nói là một đời, thiếu một năm, một tháng, một canh giờ, không phải là một đời. Cố Sơ quên cả thay giày, gương mặt thanh thú trên màn hình vào ngày cá tháng tư đã đùa giỡn với các fan hâm mộ yêu quý của anh rằng đang theo đuổi tình yêu và cái đẹp cả đời, thế nên không cho phép đánh mất dù là nửa phút. Và vì thế, anh đã nhảy từ trên lầu cao xuống. Ngày Vương Trương Cúc Bình lờ đời, cô cũng khóc lóc nức nở, giống như tất cả các fan hâm mộ trong những tháng tám thanh xuân hồn nhiên đó. Dường như sự ra đi của Trương Cúc Bình đã trở thành bằng cớ cho sự sụp đổ của nửa Giang Sơn. Lúc ấy, cô đã nghe bài hát của Trương Cúc Bình và nói với anh rằng: Bác Thâm, chúng ta cũng phải yêu một đời, thiếu một năm một tháng, cho dù một giờ cũng không được. Cô đã từng phản bội lời ứa của mình. Bây giờ, cho dù cô muốn tìm lại ước hẹn năm xưa, nhưng cũng chẳng còn ai để giải bày. Cố Tư ngồi trước tivi đã xem đến đỏ cả mắt. Thấy Cố Sơ trở về, con bé liền điều chỉnh lại tâm trạng, đón lấy chiếc túi trong tay cô, tự kẻ khổ. Dì vừa mới tới mà nghe một trận té tát, trông cũng chẳng biết dì ấy nghe đâu được tin em bị cảnh sát điều tra, tới tra khảo em như hỏi cung tội phạm ấy, thái độ còn ác liệt hơn cả anh cảnh sát kia. Sao dì ấy lại như vậy chứ? Nói gì thì nói, chúng ta cũng là họ hàng, sao dì ấy lại không tin em? Tức chết mất. Cố Sơ thay giày, thấp giọng nói: Dì ấy cũng chỉ lo lắng thôi. Ánh đèn ngoài cửa khá tối, Cố Tư nhận ra giọng của chị có chút bất thường. Quan sát kỹ mới phát hiện sắc mặt Cố Sơ tái nhợt. Con bé giật mình hỏi cô có chuyện gì. Cố Sơ cũng không nói gì thêm nhiều. Cô vào phòng thay đồ, quần áo ở nhà, rồi tự mình nhốt mình trong phòng tranh. Nửa tiếng sau, Cố Tư gõ cửa vào phòng tranh, bê một cục sữa đi vào. Phòng tranh không bật đèn, ánh trăng nhạt nhòa lạnh lẽo trải khắp mặt bàn gỗ. Cả căn phòng cũng sáng trắng lên, không còn quá tô đậm cái nhợt nhạt của Cố Sơ ngồi trước giá vẽ nữa. Cố Tư mượn ánh trăng nhìn khắp bốn phía xung quanh chợt hoảng sợ. Những bức tranh cũ kỹ vốn đặt ở góc tường giờ đỡ đều được bày hết ra ngoài, nằm ngổn ngang trên giá nhà. Trong những bức tranh ấy chỉ có một người con trai trẻ trung sáng sủa, gương mặt điển trai, có thể đang mỉm cười, đang nhíu mày, đang trầm tư hoặc đang nhướng mày, chân thực vô cùng. Ánh mắt Cố Tư chuyển từ nền nhà tới Cố Sơ ngồi trước giá vẽ. Vẫn là chàng trai đó đang ngồi dựa vào cây, ngón tay xoay xoay một quả bóng chuyền. Chàng trai này: Chị, anh ta là... Con bé do dự bước qua mấy bức tranh bên cạnh Cố Sơ. Sao trông quen vậy? Hình như là... À, em nhớ rồi, anh ta có phải là vị pháp y họ Lục đó sao? Rồi nó lại nhặt một bức tranh bên cạnh lên xem thật kỹ. Nhưng lại không giống lắm, người trong tranh này trẻ hơn. Chị, anh ta... Bức tranh trong tay bị Cố Sơ lấy đi, giọng cô yếu ớt, không chút sức lực. Từ từ, bê sữa ra ngoài đi, chị không uống, để chị yên tĩnh một lát. Chị... Cố Tư hoang mang, sát lại gần cô. Chị không sao chứ, hôm nay chị sao vậy? Cố Sơ lắc đầu, tỏ ý bảo con bé đi ra ngoài. Cố Tư tuy rằng lo lắng, nhưng thấy thái độ cô kiên quyết, cũng đành buồn bực rời khỏi phòng tranh. Ánh sáng ngoài hành lang thu nhỏ từng chút một, cuối cùng bị cánh cửa hoàn toàn che khuất. Phòng tranh lại chìm vào yên tĩnh, Cố Sơ chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì chặn lại, cứ thế lan tràn tới tận cổ họng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve những bức tranh ấy, sau đó lặng lẽ cuộn từng bức lại, khóa chặt trong tủ tranh, quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Giống như chuyện đã qua, cuối cùng cũng bị bám bụi, không bao giờ lật lại nữa. Sau đó, cô bật khóc, từng giọt nước mắt trôi ra khỏi khóe mắt, rơi xuống ngón tay, đau tận trong tim. Cô khóc không thành tiếng, như đóa hoa lặng lẽ chờ ngày bung nở, nhưng lại bị cơn gió tước đoạt đi sinh mệnh, không còn sức mạnh phản kháng. Người đó đi rồi, trái tim cô cũng chết theo. Chương 40. Ẩn giấu tài năng. Sau khi cái chết của Tiêu Tuyết không còn là bí mật, phía cảnh sát không gọi được ít cuộc điện thoại, nhưng đa phần đều là fan hâm mộ của Tiêu Tuyết,
những người cung cấp manh mối đã ít, lại càng thêm ít. Người thì có nói tới 8-9 người lấy danh nghĩa cung cấp chứng cứ để dò hỏi rõ ngọn ngành. Nhất là chiếc di động dự bị của Lai Trì hệt như chiến sĩ nhiệt huyết chiến đấu nơi tiền tuyến. Mấy ngày nay tiếng chuông chưa bao giờ inh ỏi như thế, cứ cách mấy phút lại ca bài ca hào sảng, đoàn kết chính là sức mạnh. Về chiều, nhiệt độ tăng cao, trên bãi tập bắn ngoài trời cũng không ít người. Thì thoảng lại vang vọng tiếng hạn nổ, làm mấy chú chim kinh sợ, vội vàng đập cánh tháo chạy khỏi vùng đất thị phi. Khi Lai Chỉ tới bãi tập, Lục Bắc Thần đang loay hoay với một khẩu súng đã được tháo rời. Hôm nay, anh ăn mặc khá thoải mái, một chiếc áo polo cùng với chiếc quần dài rộng rãi. Anh thoải mái liếc nhìn Lai Chỉ một cái, không nói câu nào, động tác lắp súng lại trở nên chậm chạp. Lai Chỉ cầm theo một chai nước khoáng, đặt bên cạnh Lục Bắc Thần, còn tự mình mở một chai khác, uống ở ngực mấy hớp, sau đó đổ hết nước lên đầu, làm ướt rợt mái tóc, rồi chảy men theo từng đường nét nơi gò má, thấm ướt cả quần áo trên người. Nhiệt độ nước đá khiến Lai Chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, cậu ta hất mạnh đầu một cái, nước bắn tung té. Tuổi Tuất à? Lục Bắc Thần ngồi xuống, một đầu còn lại. Cuối cùng cũng sống lại rồi. Lai Chỉ cười hì hì, giơ tay lau chỗ nước trên mặt. Mấy ngày này tôi mệt chết mất thôi, đâu là đâu cũng có điều tra vụ án, còn phải gọi sinh tồn dã ngoại mới đúng, bất kỳ thời điểm nào cũng phải thách thức giới hạn của cậu. Cậu không thể tưởng tượng nổi mức độ rầm rạp của vùng Lam Sơn, dùng từ biển cây để hình dung không quá khoa trương chút nào. Tôi cũng được coi là một người đã vượt qua không ít đường núi rừng, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên phải coi điện thoại vệ tinh như phao cứu sinh. Chỉ cần cậu đi vào là sẽ mất phương hướng, hầu như chỉ có cây cổ thụ, thân cây phải bằng vòng ôm của mấy người. Mấy tay chó má của Cục Bảo vệ Môi trường lấy danh nghĩa bảo vệ môi trường quyết không bật đèn xanh cho chúng ta, khiến bọn tôi phải đi vào núi còn khó hơn lên trời. Còn cả đám khỉ nữa, mẹ nó, chỗ nào nhiều nắng là đứng ở chỗ đó, thật làm ông sốt ruột đến hết cả ruột. Ông lại một nồn lửa thiêu cháy Nam Sơn, nướng đầu khỉ ăn bây giờ. Lục Bắc Thần chỉ mỉm cười, không nói gì, Lai Chỉ nheo mắt nhìn anh. Tôi thấy bực bội nhất là khi nhìn thấy cái thái độ này của cậu, điển hình cho kiểu thích ăn đấm, no bụng không biết nỗi khổ của kẻ đói. Chính cậu tự nguyện chiếm hết công lao, thế nên chịu khổ cực, tốt nhất cũng nên im miệng. Lục Bắc Thần luôn luôn tay, ngữ khí lười biếng. Bảo tôi cùng các tổ khác toàn hành vụ án này, đùa sao, thì thể diện của Lai Chỉ này cũng nên vứt lại Quỳnh Châu rồi. Nói rồi, Lai Chỉ đứng dậy, giật lấy đống linh kiện súng ống trong tay Lục Bắc Thần. Pháp y Lục vĩ đại, đôi tay cậu sờ vào thi thể thì còn linh hoạt, chứ còn mỏ mẫm súng ống là chậm chạp rồi chứ gì. Hôm nay hẹn cậu tới đây để cho cậu cảm giác được cảm giác khi cầm súng. Bây giờ tôi bận bù đầu, cấp trên lại coi chặt sự an toàn của cậu, đám vệ sĩ thì có lúc gà lúc gật, cậu chẳng biết đắc tội với bao nhiêu người. Chẳng phải cấp trên cấp súng cho cậu rồi sao? Cậu luyện tập nhiều một chút, ít nhất cũng phải phòng thân được. Bảo vệ sự an toàn của tôi là trách nhiệm hàng đầu của cậu. Tôi mà có chuyện, cậu cũng gặp họa. Điều bố của Lục Bắc Thần như chẳng thèm nói. Lai Chỉ vừa nghe xong là ủ rột. Đại ca ơi, em còn phải điều tra án. Lục Bắc Thần cười tao nhã. Tôi nhớ tình hình hồi tiểu học, thầy cô từng dạy sắp xếp thời gian mà. Cậu còn tốt nghiệp trường cảnh sát. Kỳ lạ thật, mấy thứ cậu học được trả lại cho giáo viên trong trường cảnh sát hết rồi sao? Lai Chỉ một lần nữa ngậm hột thì. Cậu ta biết mình nói không lại Lục Bắc Thần, nghiến răng, nhanh chóng lắp lại súng, sau đó dừng súng hướng về phía Hồng Tâm trước mặt, nổ súng, bằng bằng mấy tiếng, dùng tai. Lục Bắc Thần ngồi bên cạnh, con mày bị tai tai lại, hướng mày nhìn cậu ta. Thời gian hiển thị, 45 giây, Lai Chỉ dương dương tự đắc, quay quay khẩu súng lục. Nhìn thấy chưa, từ việc lắp ráp súng cho tới khi bắn hết đạn, thành tích 45 giây, bổ sung thêm một câu, mỗi phát súng đều trúng vòng thứ 10. Cậu thì sao? Tôi cũng không thể yêu cầu quá cao, dẫu sao cậu cũng chỉ là người nghiệp dư. Từ lúc lắp ráp cho lúc bắn bia, cậu hoàn thành trong vòng 2 phút cũng đã là khá rồi. Lục Bắc Thần rụi rụi tai. Trước khi gặp cậu, tôi còn tưởng rằng pháp y ở ngoài kiểu gì cũng được trang bị mấy khóa học phòng vệ gì đó. Cậu gặp xong thì suy nghĩ của tôi sụp đổ, tiếng súng nổ của cậu cũng chê ồn thì luyện tập cái kiểu gì. Trên bãi tập có rất nhiều đồ bảo vệ, nhưng đó toàn là mấy thứ vớ vẩn. Khi thật sự phải đối mặt với những kẻ hiểm ác, cậu cần phải lật bỏ mấy thứ bảo vệ tay đó ra để nổ súng. Là chỉ cố khinh bỉ. Lục Bất Thần dựa vào ghế, lãnh đạm nói,
tôi ghét thứ này. Tiếc là cậu không thể rời bỏ thứ này. Lai Chỉ vừa làm mẫu cho anh vừa nói, à đúng rồi, manh mối trong vụ án của Tiêu Tuyết quá ít đòi, cá nhân tôi cảm thấy phải cậy miệng được Cố Tư. Thấy Lục Bắc Thần nhíu mày, cậu ta lập tức nói, cậu là pháp y, nguyên tắc của cậu là không can dự vào việc của phá án. Cảnh sát là cậu bất lực cỡ nào mới đành phải ra tay với phụ nữ. Lục Bắc Thần không hề khách khí. Lai Chỉ tức đến trợn mắt, đang định ngụy biện thì di động vang lên. Cậu ta đình chiến, đi qua một bên nhận điện thoại. Khi quay đầu lại, cậu ta vội vàng tháo súng, đặt tới trước mặt Lục Bắc Thần. Được rồi, tôi cũng không nói với cậu nữa. Tôi về sở cảnh sát một chuyến đây. Ở đây cậu luyện tập cho tốt vào, không yêu cầu chúng vòng 10, chúng bìa là được chứ. Lai Chỉ như một cơn gió, đến vội vàng, đi hối hả khi chỉ còn lại một mình Lục Bắc Thần. Anh ngồi im, trầm tư suy nghĩ rất lâu, trong đầu óc nảy sinh những tâm trạng bực bội, lồng ngực cũng bị bí bách. Anh đứng dậy, cầm những linh kiện rời rạc lên, mới nghe mấy tiếng cạch cạch, khẩu súng đã được lắp xong, ngay sau đó là mấy tiếng súng nổ vang. Tiếng rung bên tai gạt bỏ những phủn miệng trong lòng của anh, nhưng không sao xua đi hình ảnh đôi mắt cô độc đó. Khi tất cả đạn hết, Lục Bắc Thần ném súng qua một bên, nhặt áo khoác lên, quay người rời đi. Đồng hồ bấm giờ bên cạnh hiển thị 30 giây. Khi nhìn lên tấm bia, nơi hồng tâm đã tàn nát. Chương 41: Tuổi xuân ngát hương ngọc lan. Khi bước vào xã hội, hộp số của đời người chỉ dừng lại trên con đường thanh xuân. Ai ai cũng biết tuổi xuân dùng để hoang phí, có nụ cười, có nước mắt, có mơ màng và một chút buồn thương. Trường đại học là nơi giữ chặt lấy những năm tháng khi cái đuôi của tuổi xuân đang lao vút như tên bay, mà cố sơ của thời đại học chỉ mới vừa bắt đầu tuổi thanh xuân của mình. Cố sơ thi đỗ đại học A, năm nay cô 17 tuổi. Năm ấy, phía đầu con đường Hoàng Hải của Thượng Hải dựng lên một đèn đỏ đếm ngược giờ tới thiên nhiên kỷ mới theo phong cách của Paris, Pháp. Mới đó, cố sơ còn ở bên một đám chị em cấp 3 đứng dưới ngọn đèn màu rực rỡ đó cùng với mọi người đếm ngược. Sau đó chạy đến bến Thượng Hải, đi từ nửa đêm tới tận bình minh, cảm thán 3 năm cấp 3 đã sắp rời xa. Thế mà chẳng mấy chốc, cô đã hùng dũng ngoài về, bừng bừng khí thế, kéo hành lý tới báo danh ở Đại học A. Đại học A, trường cũ của mẹ, cung điện y học đạt trình độ cao nhất, vườn trường tuyệt đẹp trồng cây ngọc lan. Tiếc là khi cố sơ báo danh thì đã là tháng 9, chỉ còn nhìn thấy tùm những lá. Trong đó có một con đường mà hai bên toàn là ngọc lan trắng. Các đàn chị của Đại học A biết đặt tên cho con đường ấy là đường Bạch Ngọc Lan. Khi hoa ngọc lan lở, con đường ấy trắng xóa như tuyết. Cố sơ cảm thấy trong 5 năm tới đây cô cũng sẽ yêu con đường này. Động tĩnh của việc cố sơ nhập trường không hề nhỏ, bố Thích Thần tới tiễn cô để tránh có phóng viên theo đuổi chụp hình. Chỉ riêng chiếc xe phải vệ sĩ tới 3 chiếc, đi cùng với bố tới giúp cô làm thủ tục nhập học còn có cậu chủ nhà họ Kiều, Kiều Vân Tiêu. Năm đó, anh ấy cũng mới 20 tuổi, là sinh viên ưu tú của một ngôi trường nổi tiếng top đầu các trường kinh tế, cách đại học A của cô, 1 tiếng đi xe. Xung quanh có không ít người, có người chứng kiến sự phô trương, có người nhìn Kiều Vân Tiêu. Cố sơ cảm thấy hơi xấu hổ, khăng khăng bắt bố về. Ở trường của mình, Kiều Vân Tiêu cũng là một nhân vật làm mưa làm gió. Lại vì cố sơ thường xuyên lui tới Đại học A nên dần dần cũng trở thành nam thần trong các nữ sinh Đại học A. Tất cả mọi người đều cho rằng Kiều Vân Tiêu là bạn trai của cố sơ, bao gồm cả cô bạn Tiêu Tiếu Tiếu cùng phòng. Bất luận cô giải thích bao nhiêu lần, Tiêu Tiếu Tiếu vẫn một mực tin tưởng. Cố sơ kết bạn rất nhanh, gia đình cô giàu có nên vung tay rất thoải mái, thường xuyên tặng một số mỹ phẩm hàng hiệu cho các bạn cùng phòng hoặc những bạn học nói chuyện hợp. Các loại trang sức nhỏ lại càng không thành vấn đề. Đầu lưỡi của cô rất nhạy cảm, lại tham ăn vì đã từng ai oán với bố một câu rằng mấy món ở nhà hàng không ngon, bố liền bỏ nhà trường một khoản tiền, sắp xếp cho đầu bếp trong gia đình vào nhà ăn, chuyên làm cho cô, cả nhà họ cố một số cây đặc biệt. Đương nhiên, cố sơ ăn không hết hay gọi các chị em tới ăn cùng, tính cách vừa hinh hoang lại vừa rộng rãi. Và một ngày sau khi nhập học một tuần, cố sơ được dịp nổi trội. Nguyên nhân là bạn trai của cô bị cướp, mà đúng vào ngày đó, cô lại đụng chạm với một nhân vật đình đám khác của Đại học A. Nhân vật đình đám đó chính là Lục Bắc Thâm, còn bạn trai của cố sơ, Kiều Vân Tiêu. Tiến trình của việc rất đơn giản, Kiều Vân Tiêu tới Đại học A thăm cố sơ,
khi đi qua con đường Bạch Ngọc Lan đã bị một nữ sinh năm 2 chặn lại, ngượng ngập đưa cho anh ấy một bức thư tình. Kiều Vân Tiêu là ai chứ? Một cô ấm từ nhỏ đã ngắm qua muôn loài hoa, lại là con một, là người thừa kế của nhà họ Kiều, thay bạn gái như thay áo. Các cô tiếp cận với anh ấy nhiều vô kể. Trước nay anh ấy không từ chối bất kỳ cô gái nào chủ động bày tỏ nên đã nhận thư tình. Cảnh này vừa hay bị Cố Sơ bắt gặp. Lúc đó cô đang cùng một đám chị em thân thiết tới thư viện, đi ngang qua con đường Ngọc Lan xanh mát, bèn nhìn rõ cảnh đàn chị năm 2 chủ động ôm Kiều Vân Tiêu. Cố Sơ kính chiến cảnh này xem như chuyện vui, các chị em khác thì xì xào to nhỏ. Ngày hôm sau, đàn chị năm 2 đó bị người ta chặn lại trên đường Ngọc Lan. Khi Cố Sơ hay tin, vội vàng chạy tới thì chị ta đang ngồi trên ghế gỗ, tóc tai bù xù, sợ hãi nhìn đám con gái bao vây tấn công mình. Chương 42, anh là Dương Xuân Bạch Tuyết. Cố Sơ, loại hồ ly tinh này đáng đánh, lần này không cho chị ta một bài học, để chị ta biết mùi, lần sau còn lẳng lơ với Kiều Hân Tiêu. Một người chị em trong số đó phẫn nộ bất bình. Đúng đấy, đổ mặt hàng, vô liêm sỉ. Chị ta lớm lớp no sợ nhưng vẫn không muốn thua trước đàn em kém một mình khóa, bèn nghiến răng nói. Tại sao gọi tôi là hồ ly tinh? Hai người họ kết hôn rồi sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, sao tôi lại không thể theo đuổi anh ấy? Tôi cảnh cáo mấy cô còn dám làm bừa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cho chị điện thoại này, báo cảnh sát đi. Một bạn nữ cười khẩy, đập thẳng điện thoại vào mặt chị ta. Chị ta ôm mặt. Mày... được rồi, chuyện này có gì đâu, các cậu rảnh thật đấy. Cố Sơ không nhìn nổi nữa, tỏ ý bảo bọn họ thôi đi. Cố Sơ, chị ta cướp bạn trai của cậu mà. Đã bảo Kiều Vân Tiêu không phải bạn trai của tớ rồi mà. Cố Sơ phát đau đầu, xua tay. Các cậu còn như vậy, sẽ không làm bạn được nữa đâu. Các chị em giận dữ, nhưng vẫn dừng tay. Đàn chị kia rõ ràng không nề tình, chị ta gạt bàn tay Cố Sơ đang định sửa sang lại đầu tóc mình, hằn học nói. Đừng tưởng tao sẽ cảm kích mày. Cố Sơ cười. Ở hiền, đúng là không gặp lành. Em giúp chị, mà chị có mắng em, có thể phân rõ tốt xấu hay không? Mày giỏi giang cái nỗi gì, chẳng qua là cậy nhà của chút tiền, rồi ở đây huynh hoang, ra vẻ phải không? Mày coi mình là món ngon thật sao? Bọn nó đứng chung với mày, không phải vì mày xinh đẹp, mà vì mày có tiền, mày hiểu chưa? Đợi tới lúc mày không còn cái mắt thiên kim tiểu tư nữa, xem ai còn ngó tới mày. Chị cha hậm trầm chọc. Một đàn chị em lại định xông lên nhưng bị Cố Sơ cản lại. Cố nói, nếu thật sự có ngày đó, em cũng cam tâm tình nguyện, đã từng vui vẻ rồi, không còn gì để tiếc nuối cả. Nhưng chị à, em khuyên chị nên nhanh chóng quay về tắm rửa đi là hơn, nước mắt nước mũi của chị dính hết lên cả tóc rồi. Em cực kỳ hiểu về con người Kiều Vân Tiêu, anh ấy không thể chấp nhận con gái lôi thôi, dù chỉ là một chút. Anh ấy à, cung mặt trời là thiên bình, nhưng là cung mặt trăng xử nữ, lao thội viên vip của hội những người ưa bề ngoài, cộng với mắc bệnh sạch sẽ. Anh ấy mà nhìn thấy chị trong bộ dáng này, sẽ hoảng hức đến bộc phát bệnh tim mất. Chị ta nghe xong sắc mặt càng khó coi, ra sức mím chặt môi, trừng mắt với Cố Sơ, rồi bỏ đi. Mọi người xung quanh mỗi người một câu, đều khuyên Cố Sơ sau này đừng có tốt như vậy. Thời buổi này, người tốt đều không được đền đáp đâu. Cố Sơ ngồi phịch xuống ghế gỗ, thở dài nói. Không phải tớ tốt bụng gì, tớ chỉ cảm thấy chuyện này quá phiền phức. Hôm nay đắc tội với chị ta, ngày mai chị ta quay lại trả đũa, rồi ngày kia lại đến lượt chúng ta nắp lại, chán chết. Cô vừa dứt lời thì nhìn thấy một bạn tròn mắt sau lưng Cố Sơ. Cố Sơ đang định cười cô bạn đó gặp ma thì bỗng nhiên cô thấy tiếng gió lướt qua bên tai, sau đó bộp một tiếng, khắp mũi tràn ngập mùi xà phòng nhàn nhạt, sạch sẽ như mùi của nắng. Những người khác đều kinh ngạc hét lên. Cố Sơ quay đầu lại nhìn là một quả bóng rổ, vừa rồi có lẽ bị người ta đập vào thân cây, bây giờ đang lăn lông lốc bên cạnh chân cô. Một giây sau, trái bóng được một đôi tay vô cùng thon dài sạch sẽ nhặt lên, sau đó đập lên đập xuống mấy cái, nện xuống thảm cỏ, vọng lại những tiếng bịch bịch. Không có mắt à, buôn dưa lê thì tránh xa một chút. Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu hơi thiếu khách khí. Các cô gái lôi kéo nhau thì thầm, chỉ có Cố Sơ ngẩng đầu nhìn kẻ đang yên lành, bỗng dưng phá hỏng bầu không khí tốt đẹp. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn, tim cô đã đập thịch một tiếng. Có một giọng nói nhỏ xíu như đang mọc mầm ra,
là Mỹ Nam. Cụm từ Dương Xuân Bạch Tuyết để hình dung chàng trai rước mặt vẫn chưa đủ diễn tả hết. Cố Sơ chỉ cảm thấy mình như bắt gặp một tia sáng, hoặc có thể tất cả mọi ánh sáng đều bao trùm lấy cô. Gương mặt anh góc cạnh đến kỳ lạ, bờ môi hơi mím lại, từ ấn đường tới sống mũi, cao thẳng là một hình ảnh đẹp đến mê người. Anh mặc một bộ đồ thể thao nhưng lại không cồng kềnh như các thành viên khác trên sân bóng rổ. Ngược lại, dáng anh cao rong ròng, thẳng tắp, cánh tay rất rắn chắc, khung xương trắng kiện, ẩn chứa một sức mạnh tuổi trẻ sôi nổi, ngang bướng. Trán anh lấm tấm mồ hôi, có lẽ vì đánh bóng nãy giờ, nhưng mùi hương trên người lại rất thanh nhã. Có điều, ánh mắt anh cũng giống như ngữ khí của anh, không vui. Vừa rồi, chính bạn cầm bóng ném tôi phải không? Cố Sơ bật lại, đẹp trai thì đã sao nào, cô ghét nhất là loại người, rõ ràng làm sai, vẫn còn ngụy biện. Chẳng qua chỉ đánh quả bóng rổ mà thôi, có giỏi gì đâu. Chương 43, trái bi đao. Cô bạn bạn ấy trợn tròn hai mắt liên tục lắc đầu với Cố Sơ. Khổ nỗi Cố Sơ không nhìn thấy, cô đứng dậy, đi tới bên cạnh anh, phát hiện chiều cao của mình không chiếm ưu thế. Bèn hắng giọng, quay người đi tới trước ghế, đứng lên, độ cao tuyệt đối có lợi, khiến cô cũng cảm thấy vững tâm hơn. Ai quy định con đường này, không được buôn dưa lê, tôi có mắt chứ, nhưng mà mắt không mọc sau gáy, mắt còn mọc sau gáy đấy à? Cố Sơ, có người chị em làm động tác suýt, tỏ ý bảo cô đừng nói nữa. Anh đứng nguyên tại chỗ, một tay vẫn đang đập bóng rổ. Sau khi nghe thấy lời Cố Sơ nói thì bật cười. Em có đáng để anh dùng bóng rổ ném một cái không? Nực cười. Dứt lời, anh thu quả bóng lại, định bỏ đi. Cố Sơ lập tức nhảy từ trên ghế xuống, chạy tới trước mặt anh, giơ cánh tay ra. Cậu nói thế là có ý gì? Ý rất đơn giản, tránh xa sân bóng rổ một chút. Kỹ thuật đánh bóng của anh không giỏi lắm, đập bị thương em, anh không chịu trách nhiệm đâu. Anh nhàn nhã buông một câu. Này cậu kia. Ê ê Cố Sơ. Mấy chị em bước tới cản cô lại, hạ thấp giọng nói. Cậu hiểu lầm rồi, thật ra vừa rồi quả bóng rổ suýt nữa đập vào đầu cậu. Nếu không có anh ấy chạy tới chặn nó lại, chắc chắn là đập vào đầu cậu rồi. Ơ. Cố Sơ á khẩu. Bí đao, em nghe thấy chưa? Tốt nhất là tránh xa quả bóng của anh ra một chút, lần sau không may mắn như vậy đâu. Nói rồi, tay của anh còn lại giơ lên giữ đầu Cố Sơ, hơi dùng sức khiến cả người cô đổi hướng. Đi chỗ khác chơi đi. Cố Sơ hơi choáng váng, sau khi hoàn hồn trở lại, bèn hét về phía anh. Gọi ai là bí đao hả? Sao anh không chẳng lịch sự chút nào vậy? Anh nghe xong, quan sát Cố Sơ từ trên xuống dưới, khóe môi bèn dướng lên. Lịch sự? Thế lúc em tụ tập bạn bè gây chuyện làm mất trật tự, rối loạn trường học, có thể hiểu thế nào là văn minh lịch sự không? Thiên Kim tiểu thư phải không? Chẳng trách ở trong trường cũng đi lại ngang ngược. Đây không phải nhà bếp của em. Trước khi đi ăn nói ngang ngược, tốt nhất là nên biết rõ chuyện gì được làm, chuyện gì không được làm. Đúng là đồ bí lùn, được người ta chiều quá hóa hư. Có người ở phía xa gọi anh. Anh quay đầu lại, uể oải đáp một câu. Tới đây. Sau đó ôm quả bóng rổ chạy ra xa. Cố Sơ đờ đẫn đứng đó rất lâu. Từ nhỏ tới lớn chưa có ai dám nói với cô như vậy. Hôm nay lại đụng phải một gã thần kinh mắng cô té tát, cuối cùng còn bị người ta đặt một biệt danh. Sau khi tâm trạng bình ổn trở lại, cũng là lúc cơn giận bùng lên. Cô vừa nhấc chân, lập tức bị các chị em ngăn lại. Buông tớ ra, tớ phải giết anh ta. Cô bắt đầu bùng nổ. Ê, Cố Sơ bỏ đi, anh ấy cao lớn thế kia, cậu thì bé nhỏ thế này, dù có xông lên cũng chẳng phải đối thủ của anh ấy đâu. Anh ta là ai vậy? Bị bệnh rồi phải không? Mình cho kẹo gì anh ta chứ? Cố Sơ giận thật rồi, đôi mắt to tròn xinh đẹp như sắp bốc cháy. Anh ấy hà, là nhân vật nổi tiếng, đình đám của đại học chúng ta đấy. Có người phổ cập kiến thức cho cô. Anh ấy tên là Lục Bắc Thâm, học sinh ưu tú của viện nghiên cứu sinh. Cậu 17 tuổi, đã thi được vào đây, coi như là thiên tài rồi. Anh ấy sớm hơn cậu 1 năm, 16 tuổi đã thi đỗ đại học, nghe nói thông minh chết người, trí nhớ cũng tốt đến kinh ngạc. Theo như các chị em nói thì trí nhớ của anh ấy có thể đạt tới trình độ tiết lộ cơ mật tiêu chuẩn, năm nào cũng được học bổng toàn phần của trường chúng ta. Anh ấy là bảo bối của các giáo sư viện nghiên cứu sinh, tương lai sẽ trở thành bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi tài giỏi nhất. Còn người ấy lạ lắm, ăn cơm cũng dùng rau mổ. Viện nghiên cứu sinh thì được bắt là sinh viên mới sao? Kiêu ngạo gì chứ, mình không tin.
Cố Sơ cứ nghĩ tới dòng điệu của anh lại bốc lửa trong lòng, chân dậm bình bịch xông thẳng về phía sân bóng rổ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vội vàng đuổi theo. Chương 44, những năm tháng không biết nặng nhẹ. Hôm ấy, nắng vừa đẹp, mới đầu thu, không khí còn phảng phất một mùi hương thoang thoảng se lạnh. Đến hôm nay Cố Sơ vẫn còn nhớ, đó là mùi hương của cúc, mùa thu của cua béo. Ngoài sân trường đại học có hai chiến trường lớn, một là sân bóng đá, một là sân bóng rổ, còn lại đều là những khu vực tập luyện thể thao nhỏ lẻ, không làm chiến sĩ so tài với hai chiến trường kia. Trong đó, có sân bóng rổ là náo nhiệt nhất, có lẽ vì đa phần nữ sinh đều thích ngắm mấy nam sinh cao lớn, mang mấy trái bóng rổ nhảy vút lên như gió. Quả bóng ấy liền trở thành chiến lợi phẩm giữa các nam sinh, khi nó vào rổ một cách chuẩn xác, hai bên sẽ la hét không ngừng. Về sau Cố Sơ mới biết, khi Lục Bắc Thần đánh bóng là đám đông người nhất, từ sinh viên nghiên cứu tới các em sinh viên năm nhất, chẳng ai không biết có một nam sinh đẹp trai cao giáo, giỏi nhất với quả 3 điểm, đã giúp đại học giành được không ít cúp. Chỉ tiếc là Cố Sơ khi ấy hoàn toàn không hay. Khi cô xông ra sân bóng rổ thì là lúc Lục Bắc Thần vừa hay gọn gàng ghi được 3 điểm. Tiếng la hét của con gái vang vọng sân bóng, suýt nữa xuyên thủng tai Cố Sơ. Lèn ra khỏi đám đông, trên sân bóng rổ dưới ánh mặt trời, giữa một đám con trai nhiệt huyết và mồ hôi nhễ nhại, bất thình lình từ đâu xuất hiện một cô bé, quả thực khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Tất cả mọi người đều nhìn Cố Sơ, mấy chị em theo sau lưng cô, xông vào trong sân bóng thì ai nấy đều cực kỳ hoảng hốt, nhưng chẳng có ai dám bước lên kéo Cố Sơ lại. Cố Sơ tìm chuẩn xác bóng dáng cao lớn đó, lập tức chặn trước mặt anh. Lục Bắc Thâm vẫn dẫn bóng, suýt chút nữa thì đâm sầm vào cô. Cũng may anh phanh lại kịp thời. Muốn làm đội cổ vũ thì qua bên kia. Lục Bắc Thâm có vẻ hứng khởi, ngữ khí cũng vui vẻ. Các thành viên khác đều dừng bước, nhìn về phía họ. Để anh phải thất vọng rồi, tôi xưa nay không thích xem bóng rổ. Cố Sơ ngẩng đầu thách thức, vừa hay đón phải ánh nắng rơi xuống con người của cô, tỏa ra một thứ ánh sáng nồng đậm như sô-cô-la. Lục Bắc Thầm giơ tay ném bóng cho đồng đội. Vậy em muốn làm gì? Xin lỗi. Gì cơ? Lục Bắc Thầm nhướng mày. Tiếng Trung phiên âm là Đao Yuan, anh cũng có thể nói với tiếng Anh với tôi, chỉ cần anh nói xin lỗi tôi. Cố Sơ không sợ chiều cao của anh, càng không sợ sức mạnh một bàn tay là có thể đánh ngất cô của anh. Lục Bắc Thầm cười. Được rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi của em, bây giờ ra ngoài được rồi chứ? Loại người biết thừa còn giờ vờ giả vịt, Cố Sơ ghét nhất. Cô nghiến răng cao giọng. Đừng có giả ngốc, là anh phải xin lỗi tôi. Lần này không chỉ Lục Bắc Thâm mà tất cả mấy bạn nữ xung quanh cũng đều nghe thấy. Có người thốt lên kinh ngạc, có người xì xào bàn tán, cả mấy cậu khác bên sân bóng cũng bày ra gương mặt hóng hớt. Lục Bắc Thâm mặc kệ ánh mắt của những người khác, nở nụ cười có chút xấu xa, ngoái ngoái lỗ tai. Em nói gì cơ, nói lần nữa anh nghe xem nào. Anh phải xin lỗi tôi, nếu không sau này đừng hòng được chơi vui vẻ với bọn họ. Anh còn chưa xin lỗi tôi ngày nào, tôi sẽ còn bám theo anh ngày đó. Cố Sơ cười khinh thường. Lý do xin lỗi? Anh hạ nhục tôi. Anh hạ nhục em? Lục Bắc Thâm cố tình tỏ ra không hiểu, rồi đột nhiên phá lên cười, hạ thấp giọng. Ý em là cái khoản Anh Cố Sơ dẫu sao vẫn còn nhỏ tuổi, lại chưa từng có bạn trai. Nghe xong câu ấy, lập tức đỏ bừng, chỉ vào tai. Đồ lưu manh! Lục Bắc Thâm thấy cô đỏ mặt, có lẽ cũng nhận ra mình nói đùa quá trớn, bèn nhún vai nói. Cứ coi như anh chưa nói gì. Câu đó có thể bỏ qua, nhưng trước đó thì sao? Thiện cảm đối với anh của Cố Sơ bỗng chốc chuyển về không. Lục Bắc Thâm nhíu mày. Anh tiến hành công kích vóc sáng của tôi, mắng tôi dở thói tiểu thư ra, mắng tôi là bí đao. Nghe nói trí nhớ của anh tốt đến kinh người, không thể quên nhanh như vậy chứ. Cố Sơ túm chặt lấy câu chuyện, không buông tha. Muốn bắt anh xin lỗi em ư? Nụ cười trên khóe môi Lục Bắc Thâm càng lớn thêm. Anh bất ngờ cúi người xuống, sát gần lại cô, nói rành mạch từng chữ. Đừng có mơ. Chương 45, cá cược. Cố Sơ thất thần, sau khi tỉnh lại thì anh đã đi xa rồi. Này! Cô một lần nữa ngăn cản anh đánh bóng. Lục Bắc Thâm đón lấy quả bóng của đồng đội, né qua một bên, buông một câu.
khỏi mong nghe được câu xin lỗi của anh, đừng hòng. Cố Sơ đứng lại chính giữa sân bóng rổ, nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ rồi lập tức chạy tới đứng dưới bóng rổ. Lúc này, tất cả mọi người đều không thể chơi nữa. Lục Bắc Thâm không vui, dùng sức đập mạnh quả bóng sang một bên, sải bước lên trước. Mấy môn học của bọn em, nhàn lắm sao? Nhìn thấy biểu cảm đó của anh, Cố Sơ bỗng trở nên bình tĩnh, nụ cười trông rất đáng đấm. Bị anh đoán trúng mất rồi, bọn em vừa với nhập học, vẫn còn đang trong giai đoạn làm quen với môi trường, thế nên em có vô số thời gian dây dưa với anh. Xin lỗi đi, học trưởng. Lần này, tới lượt Lục Bắc Thâm nghiến răng. Cô bé, Bắc Thâm ức hiếp em chuyện gì rồi? Có cậu bạn nhiều chuyện hỏi. Lục Bắc Thâm ném một ánh mắt về phía đó, cậu bạn kia im miệng, nhìn cười. Con người em chẳng có sở thích gì, đặc điểm mất chính là lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay anh đã đắc tội với bổn cô nương, nếu không có xin lỗi, bổn cô nương tuyệt đối không thể để yên đâu. Cố Sơ dựa vào cột bóng, ung dung nói. Đại học lớn như thế nào cũng chỉ là một trường học mà thôi, muốn điều tra tất cả các thông tin của anh dễ như trở bàn tay. Anh cũng nói đây thôi, em có rất nhiều đồng bọn, mỗi người một miếng nước bọt cũng đủ để cho anh chết. Đầu mày Lục Bắc Thâm sắp nhíu lại đến chảy nước rồi. À, em nghe nói, một thời gian nữa đội bóng rổ của các anh sẽ đánh một trận giao hữu với đội bóng trường Phúc Đán, đúng không? Cố Sơ cũng đứng mệt rồi, bèn ngồi bệt hẳn xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Thâm, cười ha ha. Chỉ vì anh không xin lỗi, vì lòng tự trọng của một mình anh, chỉ vì anh cố chấp, cứng đầu mà ảnh hưởng tới việc luyện tập của đội bóng rổ, như vậy có được không, học trưởng? Này, đủ rồi đấy. Một nữ sinh cả mến Bắc Thâm không chịu nổi. Vẫn chưa chơi tiểu thôi sao? Mở miệng ra là học trưởng, cậu có từng tôn trọng hai chữ này không? Cố Sơ nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đầy phẫn nộ đó. Cậu là bạn gái của anh ta. Cô bạn kia nghẹn lời. Tôi chỉ không chịu nổi cái hành vi của cậu mà thôi. Tránh ra, chúng tôi còn muốn xem bóng. Không ai hùa theo cô ta vì việc nhập trường rầm rộ của Cố Sơ khiến cho cô bỗng chốc trở thành một người ai ai cũng biết. Không ai muốn đắc tội với cô. Cố Sơ đương nhiên cũng không coi cô ta ra gì, hừ một tiếng. Cậu không phải bạn gái của anh ta thì bớt nói chuyện bao đồng đi. Cô bạn kia muốn phản kích nhưng thấy xung quanh không có ai nói đỡ mình, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Lục Bắc Thần vẫn đứng tại chỗ cũ, hai tay đút trong túi quần áo thể thao, mím môi không nói gì. Một lúc sau, anh có động tĩnh, giơ tay ra nói với đồng đội: "Đưa bóng cho tớ." Đồng đội ném trái bóng rồi cho anh đón lấy một cách chuẩn xác, sau đó đập mấy cái xuống đất. Xem ra em đúng là muốn đối đầu với anh rồi. Được, nếu đã vậy, anh cho em 5 bóng, cho có cơ hội. Cố Sơ nhớn mày, nước cười. Anh cho em cơ hội. Lục Bắc Thâm giơ tay nắm chắc quả bóng. Anh cho em 5 cơ hội ném bóng vào rổ, chỉ cần em ném trúng rổ 2 quả, anh sẽ xin lỗi em, nếu không thì tránh xa anh một chút. Cố Sơ sững người, cô không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu này. Thế nào, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp. Lục Bắc Thâm thấy cô chần chừ, khóe mắt ánh lên nụ cười. Được, ném thì ném. Cố Sơ trước này không thích mấy lời đe dọa, cô đứng dậy nhanh gọn, bước lên, đoạt lấy bóng rổ trong tay anh. Tốt nhất anh nói phải giữ lời đấy, có nhiều người chứng kiến lắm đấy. Lục Bắc Thâm cười với thái độ thiếu nghiêm túc. Cố Sơ cả đắn chặt răng, ôm quả bóng rổ, đập vài cái xuống đất. Quả bóng vừa nảy lên, cô đã không kịp đón, để nó chạy mất. Chẳng mấy chốc, nó được bàn tay lớn của Lục Bắc Thâm giữ lại, anh cười càng thêm đắc ý. Bóng còn không cầm vững, vẫn còn muốn cá cược với anh. Có cậu bạn khác chạy tới với vẻ ân cần. Để anh dạy em mấy bước cơ bản. Cố Sơ còn chưa đồng ý, Lục Bắc Thâm đứng bên đã uể oải lên tiếng. Đương nhiên, em là con gái, làm nũng chơi xấu cũng không thể không hiểu được. Anh làm nũng chơi xấu thì có. Cố Sơ không phục, mạnh mẽ cướp lại quả bóng. Anh đừng có trước mắt đấy, mở to mắt ra mà xem, bổn cô nương thắng anh kiểu gì. Dẫn bóng tới trước vạch, cô quay đầu lại. Anh không định yêu cầu em bắt buộc phải ném vào 3 điểm đấy. Chỉ cần em ném vào 1 điểm cũng được. Lục Bắc Thâm ác ý bổ sung thêm một câu. Bé con, có cần anh dạy em phân biệt bóng 3 điểm và bóng 1 điểm không? Đã nhớ rồi, cảm ơn anh. Cố Sơ không nể tình. Chương 46, thành công. Lục Bắc Thâm ra hiệu cho cô bắt đầu. Cố Sơ ôm bóng, nhìn chăm chú về phía bóng rổ cách đó không xa, thầm hít sâu một hơi. Có người cổ vũ cho cô, chính là mấy người chị em đến cùng với cô.
của Kiều Hãnh vẫy tay về phía họ, lần lượt tặng mỗi người một nụ hôn gió. Có thể bắt đầu được chưa? Lục Bắc Thần từ tốn nói. Cố Sơ quay đầu, trừng mắt với anh một cái, sau đó bắt đầu ném bóng vào rổ. Quả đầu tiên không trúng, thậm chí còn chưa chạm được vào rổ mà đã đập thẳng lên giá. Lục Bắc Thầm không nhìn, phì cười thành tiếng, liên tục vỗ tay về phía cô. Giỏi thật đấy, với độ cao so với mặt nước biển của em, có thể đánh được lên tới đó cũng đích thực không dễ dàng. Cố Sơ tức tới nỗi chỉ muốn nhào tới cắn mạnh vào tĩnh mạch cổ của anh, nhìn anh chảy máu thành sông tới chết. Ngay sau đó là quả thứ hai, và rồi đánh lệch. Lục Bắc Thầm ngồi bệt xuống sân bóng, cười đến chảy cả nước mắt. Trời đất ơi, may chỉ có 5 quả, nếu không tổn thương đôi mắt quá. Cố Sơ không quay đầu nhìn anh, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chết tiệt, cười sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác. Cô định thần, cố nén giận, đợi khi tâm trạng ổn định lại, cô ngắm chuẩn vào rổ bóng, nhảy lên một cái, giơ tay cao, quả bóng bèn bay về phía rổ. Một giây sau, các đồng đội trên sân bóng liền trầm trồ khen ngợi cô. Quả bóng này ném cực kỳ chuẩn xác. Cố Sơ đắc thắng, hất hàm về phía Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm lại thản nhiên tạt một gáo nước lạnh cho cô. Chó ngáp phải ruồi thôi mà. Đừng quên, em chỉ cần ném vào rổ một quả nữa là được. Em cũng đừng có quên, em chỉ còn lại 2 cơ hội ném bóng nữa thôi. Nụ cười của Bắc Thâm lại không tử tế chút nào. Với một chút trình độ này của em, muốn ném trúng thêm một quả nữa đúng là nằm mơ. Cố Sơ xem thường. Vậy thì tốt nhất anh hãy véo vào mặt mình một cái đi, để xác nhận mình không ngủ gật. Dứt lời, cô lại ném bóng và nó cũng vào rổ ngay lập tức. Mấy chị em hoan hô reo hò, nét mặt của Lục Bắc Thâm cứng đờ. Lúc này, Cố Sơ như một chú công kiêu ngạo, niềm hân hoan ngập tràn đôi mắt, nói với Lục Bắc Thâm: "Cho anh xem thế nào, gọi là ông trời có mắt." Trái bóng cuối cùng được cô thực hiện bằng một tư thế tuyệt đẹp, kết quả đã ném trúng. Lần này, tất cả mọi người đều hét ầm lên. Cố Sơ hưng phấn, cúi đầu với mọi người, bày ra một vẻ rất lịch thiệp. Cuối cùng, cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi tới trước mặt Lục Bắc Thâm. Anh vẫn đang ngồi đó, thế nên góc độ này khiến Cố Sơ cảm thấy rất thoải mái, rất cao ngạo. Cô đập mạnh vào vai anh, cười rúc rích như chuột. "Tiểu quỷ, xin lỗi đi chứ, anh thua rồi." Lục Bắc Thâm bặm môi. "Ô, Đinh Quỷ à?" Cố Sơ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. "Người tài giỏi mà lời nói nuốt lời thì không hay lắm thì phải, sẽ khiến toàn bộ nữ sinh trong trường đều xem thường. Chưa biết chừng ngày mai còn được lên trang nhất trong tập san và chương trình phát thanh của trường đấy." Lục Bắc Thâm bực bội, hầm hực nói một câu: "Anh xin lỗi vì những lời anh nói lúc trước." "Gì cơ? Ai à, tiếng bé quá, nghe không rõ." Cố Sơ đứng dậy, dương dương tự đắc. "Có chừng mực chính là đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, đừng có vênh váo quá." Lục Bắc Thâm hằng học nói một câu. Cố Sơ lập tức quay người hét lên với tất cả các sinh viên: "Nhìn thấy chưa, đàn anh bắt nạt đàn em này, anh ấy..." "Đủ rồi đấy." Lục Bắc Thâm ngắt ngang tiếng hét của cô, đầu đau nhức óc, căng cổ gào to: "Anh nhận lỗi với em, anh xin lỗi." Cố Sơ nhìn cười, Lục Bắc Thâm đương nhiên sẽ không ở lại thân bóng rổ nữa, đứng dậy ngay. Lúc đi ngang qua người cô, anh bực bội để lại một câu: "Đúng là gặp ma rồi." Cố Sơ ở sau lưng chào anh như một con mèo chiêu tai: "Anh đi cẩn thận nha." Lục Bắc Thâm bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Cố Sơ vui mừng khôn xiết, mấy chị em lần lượt tại tới vây lấy cô. Các đồng đội khác trên sân bóng cũng giơ ngón cái về phía cô. Cố Sơ trong lòng mừng rơn, nghĩ bụng cũng nhờ có tên phá gia chi tử Kiều Vân Tiêu đó. Nhớ lại năm xưa anh ấy theo đuổi một nữ sinh, cô gái đó chỉ thích mấy nam sinh chơi bóng rổ. Kết quả, Kiều Vân Tiêu ngày đêm rủ cô cùng luyện tập. Sau cùng, kỹ thuật đánh bóng của Kiều Vân Tiêu chẳng thấy tiến bộ, cô gái bèn ngả vào lòng một anh chàng bóng rổ. Ngược lại, Cố Sơ lại luyện được một kỹ thuật ném bóng xuất sắc. Hôm nay có được thành tích vào rổ ba trái tuyệt vời thế này có liên quan rất lớn tới việc Kiều Vân Tiêu phát rổ ngày trước. Chương 47, Lâm Gia Duyệt. Có người gọi Cố Sơ. Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đã đứng được ra đó hồi lâu quá rồi. Ông chủ nhà hàng đi tới, nghi hoặc nhìn cô hỏi: "Cháu nghĩ gì vậy? Tối nào cháu cũng tích cực lắm mà, hôm nay có tâm sự à?" Cố Sơ mỉm cười, lắc đầu, bình ổn lại tâm trạng rồi đi thẳng vào nhà hàng. Những năm tháng thanh xuân ấy đã trôi qua rồi, những huynh hoang, những ngạo mạn khi ấy đã như mây khói thoảng qua.
Vừa rồi cô đã ngẩn ngơ, nhưng khi nhìn thấy một cặp sinh viên yêu nhau đi ngang qua, cô nhớ lại cuộc sống đại học của mình. Quãng thời gian đó thật đẹp, đẹp tới nỗi không có phiền não, đẹp tới mức khiến người ta ghen tị. Phải là ghen tị khiến cô của bây giờ cảm thấy ghen tị. Cô giờ đây chỉ biết bận rộn kiếm tiền, bận rộn lăn lộn những gì tươi đẹp đã mỗi ngày một rời xa cô rồi. Thế nên ban ngày cô làm việc tại nhà thuốc của bệnh viện, buổi tối sẽ kiếm đủ các công việc để làm thêm, như làm nhân viên phục vụ ca đêm ở khách sạn, hoặc giống như bây giờ làm gái bán thuốc, chạy xô khắp các nhà hàng. Chỉ đến cuối tuần hoặc kỳ nghỉ cô Tư mới về nhà, thế nên hoàn toàn không biết, cố sư cũng không định nói cho nó những chuyện này. Thật ra trước sau cô vẫn cảm thấy làm những công việc ngoài kiếm tiền ra còn có thể lấp đầy thời gian, lấp đầy những lúc trống trải trong cuộc sống hiện thực để bản thân chẳng còn muốn hồi tưởng, chẳng còn muốn ngẫm nghĩ. Như vậy, những đau đớn từng trải qua cũng sẽ không quẩn quanh bám giết lấy cô. Công việc bán thuốc lá rất đơn giản, tức là chào hàng thuốc lá đủ các nhà hàng với mọi thực khách tới ăn. Nhiều khi đều là những loại lúc thuốc lá mới sản xuất, cần phải nghiên cứu thị trường trước khi tung ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết bán thuốc lá là bạn phải vào được trong nhà hàng, liên quan tới việc bạn phải chiết khấu một ít tiền hoa hồng cho ông chủ nhà hàng. Chỉ có thể tìm những nhà hàng bình dân mà mọi người đều có thể vào được, không thể là nhà hàng quá cao cấp, nếu không chắc chắn sẽ không bước vào nổi. Cái lợi lớn nhất của Quỳnh Châu chính là nhiều hải sản tươi sống, vô cùng đa dạng từ chủng loại cho tới cách thức chế biến. Từ lúc mùa xuân ấm áp tràn về, một số con đường ăn ngon đã bắt đầu náo nhiệt. Nhất là mùa này, tất cả các nhà hàng đều kê bàn ghế ngay ngoài cửa. Trên đỉnh đầu là chiếc đèn lồng đỏ, không nhìn thấy tận cùng. Phía dưới đèn lồng đỏ là các thực khách ăn đang ăn uống vui vẻ. Chỉ khoảng 100 đồng là có thể ăn được cả một bàn đầy ắp hải sản hoặc đồ nướng tươi ngon. Đêm tối là những sạp hàng này thế nào cũng tưng bừng. Cũng may có sự ồn ào ấy mà cố sơ mới kiếm được. Ở một đầu thành phố, những cây cọ hai bên đường giấu đi vị tanh mạnh, ướt át của gió biển. Lúc lái xe, Lục Bắc Thần không thích nói nhiều, ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn về phía trước, giống như đang nhìn đường, nhưng càng giống như đang suy tư. Rất ít người đoán ra anh đang nghĩ gì, chí ít thì cả Lâm Gia Duyệt đã quen anh 3 năm trời, tới tận bây giờ cũng không thể nhìn thấu được tâm tư của anh. Bắc Thần, dạo này anh có rảnh không? Cô phá vỡ bầu không khí yên ắng trong xe. Lục Bắc Thần không suy nghĩ gì, trả lời thẳng. Vụ án của Tiêu Tuyết khá hóc búa. Ý muốn nói anh không rảnh. Lâm Gia Duyệt trước nay là một người thông minh, đương nhiên có thể hiểu được ý của anh. Cô suy nghĩ rồi lại nói. Thật ra bố em muốn gặp anh. Một thời gian nữa ông sẽ tới Trung Quốc công tác, một mặt muốn gặp trò chuyện với anh. Qua thời gian bận rộn này anh sẽ đích thân tới thăm. Thôi được. Lâm Gia Duyệt hơi hụt hẫng. Gia Duyệt, em tới Quỳnh Châu không ít ngày rồi, cũng nên về đi. Em làm ảnh hưởng tới công việc của anh sao? Phía trước là đèn đỏ, Lục Bất Thần lái xe chậm lại. Anh không có ý này, chỉ cảm thấy em còn phải bận rộn với việc của mình. Em muốn đợi anh xong việc rồi cùng trở về. Lâm Gia Duyệt quay đầu nhìn anh và nói. Lượng thông tin trong câu này rất lớn, là một cách trả lời rất thông minh của Lâm Gia Duyệt. Một mặt bóng gió, rằng mình cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh. Mặt khác, thực ra cũng đang ngầm thăm dò ý tứ của anh. Nếu anh đồng ý, thì có nghĩa là anh sẽ không ở lại Quỳnh Châu, giải quyết xong vụ án này, sẽ rời khỏi Trung Quốc. Chương 48, Đại Pháp Y Hạ Mình. Lục Bắc Thần giữ im lặng, không hiểu sao, trái tim Lâm Gia Duyệt bỗng đập thịch một tiếng. Cô chăm chú nhìn gương mặt nghiêng bình thản của anh, một dự cảm không tốt dâng lên từ trong lòng. Chiếc xe đỗ lại, lúc đợi đèn, gương mặt Lục Bắc Thần đặc biệt tĩnh lặng. Lâm Gia Duyệt hồi hộp thấp thỏm hỏi anh một câu mang tính thăm dò. Như vậy được không anh? Anh sẽ ở lại Quỳnh Châu một thời gian, không cần đợi anh. Dự cảm không lành cuối cùng cũng tràn ra thành thảm họa. Lâm Gia Duyệt thầm cuộn chặt tay lại nhưng vẫn giữ cho giọng nói được bình tĩnh. Em biết anh trước giờ là một người cuồng công việc, nhưng những thứ cần trong vụ án Tiêu Tuyết anh đều đã cung cấp cả rồi. Việc còn lại chẳng phải là điều tra của Lai Chỉ và mọi người sao? Anh đích thân tới Quỳnh Châu nhận vụ án này đã không phụ lòng của chú Tiêu rồi. Sau khi Tiêu Tuyết xảy ra chuyện, cô nghe ngóng được thì ra bố của Tiêu Tuyết đã đích thân gọi điện cho Lục Bắc Thần.
Lục Bắc Thần bèn đồng ý. Lâm Gia Duyệt biết nhà họ Tiêu mà nhà họ Lục ít nhiều có mối quan hệ làm ăn qua lại, nhưng việc Lục Bắc Thần không nói năng gì lập tức tới Quỳnh Châu quả thực cũng khiến Lâm Gia Duyệt bất ngờ. Đèn xanh bật sáng, Lục Bắc Thần khởi động xe. Muộn quá rồi, để anh đưa em về, em nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Gia Duyệt thấy anh cố ý né tránh, cũng không thể dò hỏi được chuyện gì nữa, đành thôi. Khách sạn cô nghỉ nằm trong khu phố nhộn nhịp, phải đi qua một con đường đầy những món ăn ngon. Giờ này vừa hay là lúc mọi người ăn xong bữa chính, muốn ra những quán về hè gọi mấy món nướng lạc vặt cay cay, gọi mấy cốc rượu chén đôi ba câu chuyện, để khắp con phố ngào ngạt mùi rượu. Lâm Gia Duyệt chưa bao giờ ngồi ăn ở những nơi như thế này, qua cửa kính xe thấy có vẻ náo nhiệt, bèn nói: chỗ này đông vui quá, hay là chúng ta cũng nếm thử mấy món ăn trên đường này đi. Lục Bất Thần chỉ mải miết lái xe đáp: em ăn chưa no à? Không phải, tại em thấy đồ ăn ở đây trông khá ngon miệng. Ăn mấy quán về hè mất vệ sinh lắm. Lâm Gia Duyệt bật cười: bắt một bậy pháp y như anh hạ mình ăn mấy món này, đúng là lạ thật. Lục Bất Thần chỉ cười khẽ, không nói gì thêm, nhưng trông có vẻ vẫn không chịu dừng xe. Lâm Gia Duyệt chẳng qua chỉ là muốn ở cùng anh thêm một lát nữa. Trong một đêm chan hòa ánh trăng như thế này, cô không muốn ăn tối xong lại về thẳng rồi lại phải tạm biệt Lục Bắc Thần. Giờ này xe đỗ trên đường không ít, đa phần đều quy hoạch đường của xe đạp thành bãi đỗ xe ô tô, chỉ để lại một khoảng trống rất nhỏ hẹp cho xe 4 chỗ đi qua. Thế nên tốc độ của xe Lục Bắc Thần rất chậm, anh gần như chốc chốc lại đi, lại dừng. Trước mặt là cả một dải đèn đuôi xe đỏ rực. Anh thử quay đầu chuyển hướng, kết quả bị xe phía trước và phía sau vây chặt. Vừa thu lại ánh mắt, anh bất giác liếc thấy một cái bóng ngoài cửa một sạp hàng ven đường, hơi sững người. Sau đôi phút trầm tư, một lúc Bất Thần nói: em muốn ăn lắm à? Lâm Gia Duyệt không biết anh nhìn thấy cái gì, nghe anh hỏi vậy, trong lòng bỗng nở hoa, gật đầu lê lịa. Lục Bất Thần không nói thêm gì nữa, đánh tay lái một cái, quyên quyết len ra khỏi làn xe. Chiếc xe dịch chuyển, anh tìm một chỗ trống bên vệ đường để đỗ lại, tắt máy, xuống xe. Sạp hàng đối diện vẫn còn rất lộn nhịp, mọi người cười nói huyên náo. Bàn này tuy cách bàn kia khá gần nhưng cũng không nghe thấy bên cạnh nói gì, đều bị những tiếng ầm ĩ át hết. Lục Bắc Thần chọn một bàn rồi nói: ngồi đây đi. Dạ. Lâm Gia Duyệt rất vui, ngồi xuống đối diện anh, sau đó giơ tay gọi ông chủ: chờ gọi món. Ông chủ thắt chiếc tạp dề lem đầy dầu mỡ, bận đến tối tăm mặt mũi, liên tục trả lời rồi vứt một tờ thực đơn tới: xem trước đi đã. Lâm Gia Duyệt phì cười, cô quả thực chưa bao giờ gặp kiểu gọi món lạnh nhạt như thế này. Vừa lật thực đơn, vừa hỏi Lục Bắc Thần: anh muốn ăn gì? Chương 49, chợ đêm. Lục Bắc Thần không trả lời, anh đang nhìn chăm chú về một phía. Từ lúc anh bắt đầu ngồi xuống, ánh mắt chưa hề rời đi. Lâm Gia Duyệt đợi rất lâu, không thấy anh đáp lại, bèn ngước mắt lên, lại thấy nét mặt anh khác lạ, bèn nhìn sang tầm mắt của anh, cố gắng kiếm tìm. Ai ngờ Lục Bắc Thần thu ánh mắt lại, đáp lại bằng một câu thanh âm hờ hững: em xem rồi gọi đi, muốn ăn cái gì thì gọi cái đó. Anh không sao chứ? Lâm Gia Duyệt không biết ban nãy anh ngó thấy thứ gì, cứ cảm thấy là lạ. Lục Bắc Thần lắc đầu. Lâm Gia Duyệt cũng không nghĩ nhiều như vậy, cúi đầu lật thực đơn. Quán này có cá đé, mùa này ăn cá đé là ngon nhất đó. Anh không ăn được cay, ăn đồ nướng lại không tốt cho sức khỏe, mình gọi món cá hấp nhé. Được. Lục Bắc Thần trả lời đại khái, châm một điếu thuốc lên, nhìn chăm chăm bóng hình đã lu mờ qua làn khói thuốc, lúc ẩn lúc hiện. Lâm Gia Duyệt đang nghiên cứu thực đơn. Cách mấy chiếc bàn, cú sư đang giúp sức chào bán các loại thuốc mới. Làm nghề này chỉ còn cách len lỏi vào chỗ của mấy người đàn ông hoặc mấy bàn mấy đôi tình nhân. Vì thông thường trước mặt phụ nữ, đàn ông hay ưa sĩ diện, cô cũng bán được không ít, nhưng không nhiều, đa phần là bóc hộp bán lẻ. Em gái! Có một bàn gọi cô. Cú sư quay người lại, đó là một người đàn ông cao lớn thô kệch ngồi bàn bên, bộ đầu húi cua, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng, mặc một chiếc áo sơ mi hoa choét, cúc áo phải chống đỡ đến căng phồng da, kiên trì giữ chặt lấy thịt mỡ trên người ông ta. Ngồi cùng bàn với ông ta còn có ba người đàn ông nữa, ai nấy cũng ăn mặc diện như kẻ được cường hào ác bá. Trên mặt bàn lại đặt hai ba chai bia chưa bật, dưới chân còn một đống mười mấy chai bia không,
bọn họ đã uống không ít, ai nấy mặt mũi cũng đỏ bừng. Thấy cô quay đầu lại, người đàn ông áo hoa vẫy tay về phía cô. Để anh xem em ăn thuốc gì nào. Cô sơ thấy không muốn nói chuyện với đám người này, nhưng nghĩ lại, thấy tình hình tiêu thụ tối nay không lý tưởng cho lắm, liền cũng nhìn. Cô bước tới, đặt bao thuốc lá trên trước rồi nói. Đây là thuốc lá, chúng em mới tung ra, anh có thể hút thử một điếu. Người đàn ông áo hoa không cầm thuốc, đôi mắt đậu xanh đang quấy rối trên người cố sơ, nói. Bao nhiêu tiền một bao? Đây là loại mới, nếu bán ra bên ngoài, ít là 20 đồng một bao, nhưng bây giờ đang trong thời kỳ chào hàng dùng thử, chỉ có 15 đồng một bao thôi. Cố sơ phản cảm trong lòng, nhưng vẫn cố gượng cười. À, cũng không đắt. Người đàn ông áo hoa khoác tay cố sơ. Em gái bao nhiêu tuổi? Cố sơ lặng lẽ rụt tay về. Thưa anh có cần hút thử không ạ? Đương nhiên. Người đàn ông áo hoa giơ tay lên, lần này là vòng qua eo cô. Xinh đẹp thế này mà ra bán thuốc thì đúng là lãng phí quá. Mùi rượu nồng nặc phả đầy vào mũi cố sơ, suýt nữa cô không nhịn được mà nôn ra. Cô đẩy người đàn ông áo hoa ra, quay người định đi. Ông ta lại đứng dậy, chặn đường cô. Giận đấy à, anh trêu em tút thôi mà, anh mua. Cố sơ nén giận, ngữ khí lãnh đạm. Anh lấy mấy bao? Nếu anh mua tất cả hết chỗ này thì em báo đáp anh như thế nào? Người đàn ông bày ra vẻ mặt thô tục. Mấy người khác trên bàn cũng hùa theo. Mới có mấy bao thuốc mà cậu đã bắt con gái người ta lấy thần báo đáp à? Cô gái xinh đẹp như vậy, cậu muốn bao em ấy còn tốn ít không ít vốn. Cố sơ quả thực không nghe lọt tai nữa. Thật ra chuyện này cũng thường gặp rồi, cô cũng không có gì phải sợ hãi cả. Cô trực tiếp hét lên với ông chủ. Anh Hò, bàn này gọi thêm bia. Ông chủ nhanh chóng đi tới. Người đàn ông áo hoa to tiếng. Ai gọi bia chứ? Ây ô, bia bàn anh sắp buồn hết rồi, cũng phải lấy thêm rồi, có muốn lấy thêm một tá nữa không? Ông chủ cũng không còn lạ lẫm gì tình huống này nữa. Mấy tháng nay cố sơ bán thuốc ở đây cũng đã thân thiết với ông chủ khắp các quán. Cô bé xinh xắn dĩ nhiên sẽ có khách mời rượu vờ vịt để lợi dụng giờ cho. Bọn họ là chủ quán cũng không muốn nhìn thấy chuyện ở Mỹ, thế nên ắt phải ra mặt để giải quyết một số phiền phức. Chương 50, tôi muốn mua thuốc. Người đàn ông áo hoa nhìn cố sơ không rời mắt. Ông chủ thấy vậy lập tức nói dối. Cô em gái của tôi làm ăn nhỏ cũng không dễ dàng gì. Đại ca, hay là thế này, tôi tính rẻ cho anh chỗ rượu với đồ nhắm này. Cố sơ cảm thấy áy náy, nghĩ bụng để bù thêm một chút tiền hoa hồng cho ông chủ. Vậy mà người đàn ông áo hoa đâu chịu nể tình, ông ta gạt chủ quán sang một bên. Mẹ mày, bớt nói nhảm đi, ông đang nói chuyện với em gái, liên quan gì đến mày? Ông chủ mặt biến sắc, cố sơ hoảng hốt trong lòng, đang định nói mấy câu đại loại như anh còn làm vậy, tôi sẽ báo cảnh sát, thì nghe thấy có người ở bàn bên lên tiếng. Cô qua đây, tôi muốn mua thuốc. Thanh âm không nặng không nhẹ, cất lên đúng lúc, không khí có phần yên nắng sau câu nói của người đàn ông áo hoa, thế nên cực kỳ rõ ràng. Giọng nói qua đối quen thuộc khiến cố sơ bất chợt dùng mình một cái. Cô quay đầu, sau đó chết sững. Lục Bắc Thần ngồi ở vị trí khá sát lề đường, sau lưng là gốc cây, răng đầy đèn, hướng anh ngồi vừa hay đối diện phía này có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra. Ngồi đối diện anh còn có một cô gái, cực kỳ xứng đôi với Lục Bắc Thần, trong trang phục áo sơ mi trắng, quần Âu. Cô ấy mặc một chiếc áo công sở màu be, rất thời thượng. Trên người không có đồ trang sức gì quý giá, nhưng đôi giày mũi nhọn màu đen dưới chân đủ để làm toát lên cái cao quý của người con gái. Lục Bắc Thần nói, cô ấy cũng nhìn về phía này. Cố sơ nhận ra người ấy chính là cô gái trên người có mùi nước hoa giới hạn số lượng ở sở cảnh sát lần đó. Không hiểu vì sao, cố sơ bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng tâm trạng này là không đúng, anh không phải Lục Bắc Thâm mà là Lục Bắc Thần. Như vậy, cho dù người phụ nữ có mặt ở đó, cũng đâu có liên quan gì. Cô lại đây. Lục Bắc Thần dập tắt điếu thuốc, cất giọng ra lệnh. Bắc Thần. Nâm Gia Duyệt liên tưởng tới biểu cảm ban nãy của anh, lúc này mới tỉnh ngộ, trong lòng bỗng thấy bất an. Cô ta nhớ ra người phụ nữ kia là ai rồi. Trong sở cảnh sát, ánh mắt của Lục Bắc Thần nhìn người con gái đó khiến người ta không thể yên tâm. Lục Bắc Thần không hề để ý tới Lâm Gia Duyệt, lần này ánh mắt anh dường đường hoàng công kích thẳng vào cố sơ. Cô hít sâu một hơi, bấm bụng bước tới. Người đàn ông áo hoa cảm thấy mất mặt, đang định tiến lên kéo cố sơ lại thì ông chủ lập tức chặn trước mặt hắn ta, nét mặt tươi cười.
Anh xem, có người mua thuốc rồi cũng không thể nàng dở dang việc làm ăn của em gái tôi chứ hả? Anh cứ ngồi xuống đã, bao nhiêu người nhìn thấy kia không hay đâu. Người đàn ông đáo hoa bực bội ngồi phịch xuống, nhưng con người vẫn không chịu buông tha cho Cố Sơ, lúc nào cũng chăm chăm tìm cơ hội. Lục Bất Thần có vẻ không ăn nhập với đám người này, có thể vì cách ăn mặc của anh, cũng có thể trông anh không giống như một người sẽ ngồi mấy quán về hè. Cố Sơ đi tới lại ngửi thấy nước hoa quen thuộc nhả ra từ người con gái kia. Lục Bất Thần quan sát cô một chút, lãnh đạm nói: Cô không cần giới thiệu với tôi đôi chút sao? Hôm nay Cố Sơ ăn mặc rất giản dị, áo phông trắng, chiếc quần bò ống nhỏ bó sát che ngoài đôi chân nhỏ, một đôi giày đế bằng màu trắng, mái tóc dài được buộc cao thành đuôi ngựa, trông sáng như một cô sinh viên đại học. Khi nhìn cô, anh thường rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, mấy lần mới kéo trở về thực tại, tâm trạng lại rơi vào phức tạp. Bất luận thái độ của anh như thế nào, Cố Sơ cũng phải cảm ơn anh, bạn ấy đã giải vây giúp cô. Cô khen nói: Đây là một loại thuốc vừa mới được tung ra của Marlboro, chính là hình thức thuốc lá sấy, nhưng hàm lượng hắc ín vừa đủ, hơn nữa đầu lọc được sản xuất theo thiết kế mới nhất, có thể giảm thiểu tác hại của khói thuốc tới sức khỏe của người hút một cách hiệu quả nhất. Nói xong mấy lời ấy, cô thấy chiếc bao thuốc bên cạnh tay anh lập tức im bặt. Trên bàn là một bao thuốc lá đã được xé vỏ của Hoàng Lạc Lâu. Cô đã từng nghe nói về loại thuốc lá này, giá một bao xấp xỉ 1.000, cả cây thuốc là hơn 10.000, chắc chắn là có người tặng anh. Mà người tặng anh thứ này chắc chắn cũng không phải người tầm thường. Người hút được loại thuốc này, giá trị đương nhiên cũng không thấp. Giới thiệu xong rồi, Lục Bắc Thần thấy cô không nói nữa bèn hỏi một câu. Cố Sơ cắn chặt môi gật đầu. Còn bảo cô giới thiệu kiểu gì nữa đây? Người ta hút loại thuốc lá đắt đến vậy, cô còn chào bán loại thuốc này kiểu gì? Hết tập 4. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn ăn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.